khỉ con á, con đít á, đồng đàn đó, biết không? Dở chiếc trang lên đi. Bà con rất là náo nức để ngày lễ 18 tháng 5 cả nhà ơi. Thúng một hồi ông ướt áo luôn nè. Tất cả bà con ở làng An Thới nè, náo nức để 10 ngày đại lễ 18 tháng 5. Và người trên bờ, người dưới nước rất là nhộn nhịp. Vui quá chàng luôn á chị, quá nôn luôn rồi. Ông Năm Chèo lên mừng đại lễ 18 tháng 5 cả nhà. Năm nay nhìn nóng bự hơn, quay đẹp hơn, quay sao chứ còn chị quay kia nó được có mấy giây à. Quay vô máy chụp hình à. Nó được có 1-2 giây à. Nếu như vậy chị phải trực tiếp Facebook có máy gì có mạng không? Bên kia thì rồng, rồng mà có ông Năm Chèo nhỏ ở trên nữa kìa, cũng leo lên nó nằm trên ghe kìa. Năm Chèo nổi cả nhà ơi. Công nhận kỹ thuật ở Sáu Hiền đạo Sáu làm hay quá. Ông huynh đạo Sáu làm hay quá. Kỳ này làm coi tuyệt vời hơn nè, kỳ trước ngắn mà nhìn không xấu. Năm Chèo găng cỏ đồ làm quá tuyệt vời luôn á. Gì? Bấm tạm dừng cho nó chạy luôn. Chừng nào ngưng thì kết thúc, hơi quay tiếp. Thì để khoảng chừng 8 phút là nó rồi, mình có video đó, rồi quay tiếp. Tắt. 8 phút là tự động. Không phải, mình tắt đi rồi mình muốn quay nữa. Yeah.
vậy. Nó chạy mày. Hồi nãy mở mắt chớp mắt bây giờ phun khói luôn kìa. Quá nghệ nhân làm quá hay rồi. Chú ơi, để này dưới môi để mưa ướt như đó đi. Mây bầu trời không được đẹp cả nhà ơi. Mưa chuyển mưa quá rồi. Báo hôm chưa đi được không?
bên bờ á, người ta cũng đón xem vậy đó cả nhà. Rồi lên đường.
Vĩnh Giang nha. Bên cái thiệm bên đó là của ban trị sự, hơi cũng ra luôn, ra khơi luôn. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đó. Thank you.
rồi, nhảy sao đó. Rồi ba người lên rồi. Lên đó chưa? Rồi ba người lên rồi. Trong ông nó sát một bên rồi thiệt. Năm chèo đang lỗi xong. Bánh tay cho nó qua.